chỉ một cái này ý là cái quạt của em hi mà con vợ của tôi rồi nó mất tích ở trên biển thì tôi mất hết tất cả rồi. Mỗi năm tới cái ngày lễ này tôi mong là chúng mình gặp lại nhau,
không những để vui mà để cho tôi tìm lại cái không khí gia đình mà tôi đã mất. Tôi rất